Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ Hai ngày 18 tháng 9 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, việc mà nước Mỹ và Việt Nam ký nâng tầm quan hệ ngoại giao lên thành đối tác chiến lược toàn diện, Comprehensive Strategic Partners, làm cho những người chống cộng cực đoan bị một cú tát như một cú thôi sơn vào mặt. Nổ đom đóm, họ không biết làm như thế nào, họ cũng không biết nhận định làm sao nữa. Khi mà nước Mỹ, những vị tổng thống, phó tổng thống, những vị bộ trưởng bộ ngoại giao, cố vấn an ninh quốc gia gì đó đều có mặt ở tại Việt Nam hết. Họ là cha, là thầy của những người chống cộng cực đoan mà hỗ trợ cho Việt Nam, phát biểu bày tỏ tin tưởng vào Việt Nam như thế thì còn gì để mà chống Việt Nam nữa? Còn gì để mà chống Việt Nam nữa? Họ hoảng sợ, nhất là mới đây thôi. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, thì FBI bắt Lê Ngọc Mai Nhi, là một người làm nail ở Aurora, Illinois mà đã đi biểu tình rồi vào trong tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. FBI nói đó là việc vi phạm an ninh quốc gia của Mỹ nên mới bắt cô đây. Làm chấn động cả cộng đồng chống cộng cực đoan bên đó. Chuyện mà Lê Ngọc Mai Nhi bị bắt như thế nào thì xin quý khán thính giả hãy qua bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 1 để nghe chương trình đó. Chút nữa đây tôi sẽ làm. Ở bên kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 1 đó. Còn hôm nay tôi chỉ nói về góc cạnh của những người chống cộng cực đoan thì họ rất là hoang mang. Họ hoảng loạn lên. Nhưng mà thưa quý khán thính giả, vẫn tính nào thật nấy, lật lọng tráo trở thì họ bắt đầu xuyên tạc. Chỉ còn xuyên tạc thôi. Bẻ cong câu chuyện rồi thêm bớt để mà nói theo ý của họ, cho rằng thí dụ như có một người ở trên một kênh cũng khá lớn ở bên Mỹ á, nói rằng là như vậy đó, Việt Nam đầu hàng cho Mỹ, đối tác chiến lược toàn diện thì Việt Nam sẽ có đa đảng, hủy bỏ điều 4 hiến pháp. Nằm mơ, tôi đã nói rồi, tôi đã làm một clip mà không bao giờ có chuyện đó. Rồi có những đài, những kênh, những báo Việt ngữ ra rả cho rằng là đây là một chiêu bài của Mỹ để ép Việt Nam đứng vào thế của Mỹ chống lại Trung Quốc. Cũng là mơ đi. Vì chính ông Gregory Poling đã nói đó là Việt Nam giàu có ký đối tác chiến lược toàn diện đi nữa thì cũng không đứng về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc. Vì Việt Nam đã tuyên bố rất rõ ràng không chọn phe, không chọn đứng về phía này chống lại phía kia, chỉ chọn về lẽ phải, chỉ chọn chính nghĩa, và Việt Nam bảo vệ lấy chủ quyền, độc lập và phát triển đất nước. Việt Nam bảo vệ lấy thể chế để bảo vệ sự ổn định và phát triển đất nước. Thưa quý khán giả, mô hình mà Việt Nam đối tác chiến lược toàn diện với nước Mỹ là một mô hình bây giờ nhiều quốc gia nhìn thấy là một mô hình gương mẫu. Tại sao? Tại vì Việt Nam đã từng là kẻ thù của nước Mỹ, rồi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, rồi nâng lên thành đối tác toàn diện, bây giờ là đối tác chiến lược toàn diện, là ngoại giao cao nhất. Nhiều quốc gia nhìn vào Việt Nam và Mỹ, gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Việt Nam thì gác lại quá khứ nhưng mà không phải quên để học hỏi và trải nghiệm, sẵn sàng tha thứ để sao? Để làm tốt hơn. Đó là chính sách của Việt Nam. Không chọn phe, không chọn bên, mà chỉ chọn chính nghĩa, chọn sự ổn định và phát triển đất nước. Còn Mỹ thì đương nhiên là chọn quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà hai điều này đang song hành với nhau thì nó là một sự thành công lớn. Nhiều quốc gia, trong đó có những quốc gia như ở Trung Phi nè, như ở Liên Âu, từ nước Pháp, nước Anh,
Ngay cả nước Đức cũng nói rằng là Việt Nam là một mô hình cho vấn đề ngoại giao. Về đối tác như thế này, đối tác với một kẻ thù như nước Mỹ, sẵn sàng quên đi những quá khứ, những đau thương mà Mỹ đã hành xử lên trên dân tộc Việt Nam. Để rồi bắt tay với một kẻ cựu thù, trở thành, đây không phải là chữ đồng minh nha thưa quý khán giả, trở thành một đối tác chiến lược toàn diện, thì là hay vô cùng. Nên Việt Nam thoát nghèo. Quả thật Việt Nam thoát nghèo nhé. Việt Nam không còn là một nước mà nghèo đói, lo chạy cơm. Đa số đó là Việt Nam bây giờ, đa số nha, nước nào thì đương nhiên cũng có những người này người nọ, nhưng mà đa số Việt Nam không còn lo đói. Người dân Việt Nam là ăn no, mặc đủ rồi. Đó là giai đoạn đã vượt qua rồi. Việt Nam đang nhắm tới một giai đoạn, đó là giai đoạn ăn ngon mặc đẹp. Thưa quý khán giả, việc mà Việt Nam thắng nghèo để qua khỏi cơn đói như những thập niên 1980 đó, làm cho ngay cả cơ quan về phát triển của quốc tế đó, đó là UNDP, là chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, thì bà Ramla Khalidi đó, bà đã nói rằng là ôi, Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Đó là phát biểu của bà Ramla Khalidi ở trong chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Bà nhận định như thế. Việt Nam là một mô hình gì đó vì phát triển rất là nhanh. Một thời gian ngắn mà đã thoát nghèo, thoát đói, đang nhìn tới một cái giai đoạn là ăn ngon, mặc đẹp. Nếu ai không tin thì cứ thử về Việt Nam đi. Một thời gian mà nếu mà mình có khả năng một tháng khoảng chừng 1.000 đô thôi là ăn ngon mặc đẹp được đó. Không tin thì về Việt Nam thử là biết liền. Rồi quý khán giả thấy là chuyện đó đó, thì cái người mà đặc biệt lo cho cái chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam á, thì đó là ông Patrick Haverman. Ông lại có ấn tượng rất là lớn với Việt Nam. Ông cho rằng là Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ đem lại cuộc sống ấm no và công bằng cho người dân. Và ông nói là phản ảnh rõ nét là vào cái vụ đại dịch Covid-19 thì chính phủ Việt Nam rất lo cho dân. Đương nhiên còn có một vài tiêu cực, nhưng mà nhìn toàn diện đó, so với nhiều quốc gia khác trên thế giới đó, thì Việt Nam thật là tuyệt vời. Như vậy thưa quý khán giả, những nhận định của quốc tế, của nhiều quốc gia, ngay chính cả những người như là Tổng thống Joseph Biden, những người như là nữ phó Tổng thống Kamala Harris, những người như là ông Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan của Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ cũng có mặt ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 và cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Và những người như là ông Daniel Christenbrink từng là đại sứ tại Việt Nam và bây giờ luôn cả đại sứ Napper ở tại Hà Nội đó, ca ngợi Việt Nam phát triển không ngừng nghỉ, tôn trọng nhân quyền theo kiểu của Việt Nam. Thì xưa khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi cho nước Mỹ chưa nhìn ra và nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản không thể nào cùng chung sống với chủ nghĩa tư bản, thì nay đây là một mô hình mới. Việt Nam giàu gì đi nữa cũng có thể làm bạn với tất cả mọi quốc gia, mọi người. Đó là chủ trương của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ xưa, chứ không phải bây giờ mới có. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố đó là Việt Nam là bạn của tất cả mọi nước trên thế giới. Nên chủ nghĩa cộng sản đến Việt Nam là một hình thức, là chủ nghĩa cộng sản của người Việt Nam nó khác lắm. Mang sắc thái Việt Nam nó rất là khác. Nó rất là khác, không có phải đơn giản giống như là những người chống cộng cực đoan nghĩ.
Bởi vậy thưa quý khán giả, những gì mà những người chống cộng cực đoan nói trong những ngày qua đó, nó bị lạc lõng, bị lạc lõng. Vì sao? Vì họ nói đó mà họ bị lung lay từ trong lòng của họ, trong trí não của họ. Những cơ sở đó ủng hộ cho chuyện mà họ nói nó không có, chỉ còn bây giờ là tráo trở thôi. Tráo trở nói cái gì đó lật lọng rồi xuyên tạc. Vì sao? Vì nếu mà không làm như vậy thì còn có cái gì để mà nói nữa? Hết rồi. Hết rồi, họ không còn có gì nữa, họ mất niềm tin rồi. Nhưng mà phải để mà lên dây cót cho nhau, lên dây cót tinh thần cho nhau á, thì phải bịa những chuyện này, bịa những chuyện khác. Thí dụ như tôi nói, có người đã nói rằng là chứ, khi mà đối tác chiến lược toàn diện rồi đó, thì Việt Nam sẽ phải hòa nhập với nước Mỹ, sẽ xóa bỏ điều 4 hiến pháp, rồi sẽ có đa đảng cho mà xem. Mớ, chả hiểu gì về Việt Nam. Đối tác chiến lược chỉ là vấn đề ngoại giao cai tre. Rõ ràng đó là ngoại giao cai tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gốc thì cứng, nhưng mà thân thì uyển chuyển. Vậy thì thưa quý khán giả, nếu mà quý khán giả có nghe một số tin tức hoặc là gì đó, nghe cái gọi là chính phủ này, chính phủ nọ đó, đặc biệt là có một cái anh chàng hề bây giờ tự nhận mình là hoàng đế đó, hoàng đế đó, thuộc quần đó, mà cái băng nhóm đó nói đó, thì quý khán giả hãy cứ xem đó là một phim diễu, xem đó một phim diễu để gọi là có một thời gian có nụ cười mỉa mai chính trị đi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là đạo thuộc quần cũng còn can đảm kỳ này vẫn xưng là hoàng đế đó. Trẫm mà trẫm phán cái này, trẫm phán cái nọ, đúng là paranoid đó. Rõ là hoang tưởng. Paranoid thật sự như vậy. Nghĩ rằng mình là cái gì cái nọ, bây giờ không được thì cũng sẽ phải tự phong mình làm hoàng đế thôi. Thì khi mà hoàng đế bây giờ đó là không được Việt Nam chấp nhận đó, thì bịa đủ thứ chuyện hết, cho đàn em lên tung lên những cái tin này tung nọ. Đúng là tin vịt chứ. Quý khán giả nghe ôm bụng cười đi. Người ta đang tạo những niềm cười không mất tiền cho quý khán giả đó. Đó là những nụ cười mỉa mai về chính trị đó. Hoặc là cái gọi là chính phủ gì đó là của Nguyễn Hữu Chánh đó, bây giờ gọi là đảng dân tộc đó. Cây cú, ui dù ôi sao lại để cho những người này, thí dụ như là những người thân cộng lại giờ là gọi là có thể lộng hành, họ dùng cái ngôn từ là lộng hành ở phố Bô Sa được. Nói đến Minh Giang mà kêu là Minh Giang là thân cộng lộng hành ở phố Bô Sa, tôi ôm bụng tôi cười. Họ họp nhau qua điện trực tuyến, họ nói những cái chuyện như vậy. Họ không dám đối diện với sự thật. Và những ai đối diện với sự thật như anh Minh Giang thì họ cho rằng đó là thân cộng. Tôi nghĩ rằng là Minh Giang chắc ôm bụng cười chết luôn đúng không? Rồi bảo là Minh Giang là lộng hành. Đố các ông các bà dám đụng tới cái sợi lông chân của Minh Giang, xem thử FBI hoặc là cảnh sát ở nơi đó có sờ gáy các ông các bà hay không. Các ông các bà mà cà chớn đó, họ hốt luôn cả cái tổ chức của các ông, chứ không còn đơn giản nữa. Vì Mỹ và Việt Nam đã có đối tác chiến lược toàn diện. Nếu mà sau này Bộ Công an Việt Nam mà ký thỏa ước với FBI để mà dẫn độ đó, thì những kẻ mà phạm tội hình sự bên Việt Nam thì dẫn độ hết. Đầu não thí dụ chủ mưu là cái tên đào tuột quần đi, cho người này người nọ nổ bom ở Việt Nam, thì mai mốt dẫn đào tuột quần về Việt Nam, dẫn đào tuột quần về Việt Nam để lãnh án. Vì đó là đối tác chiến lược toàn diện mà đã có thỏa ước dẫn độ nhau thì là như vậy đó. Tôi nói trước nha, đừng có nói là tôi nói sau. Thế bây giờ có ngon thì rờ tới cái sợi lông chân của Minh Giang đi, rồi nay mai tôi về tới Houston tôi thách đó, có dám rờ tới lông chân của chúng tôi hay không? Chúng tôi dám nói sự thật và chúng tôi đứng trên lẽ phải, không có sợ gì hết. Vì sao? Chính nghĩa thắng gian tà. Đất nước đã qua 48 năm rồi
mà cứ ôm lấy hận thù, ôm lấy cái gì đó rồi cứ bịa đủ thứ chuyện để gây khó khăn cho đất nước thì không có được nữa. Như ông Lý Hiển Long đã nói là dân tộc nào mà có sự phân hóa dầu bất kỳ một lý do nào, vì tồn động của lịch sử đi nữa đó, thì dân tộc đó, sự phân hóa đó là miếng mồi ngon cho các dân tộc khác sau xe. Dân tộc Việt Nam đã chấm dứt rồi, cuộc chiến 48 năm rồi, bây giờ chỉ còn cộng tác và phát triển. Như là Mỹ đã là kẻ thù của Việt Nam, vậy mà trở thành đối tác chiến lược toàn diện là đủ hiểu rồi. Cứ ôm khư khư quá khứ, rồi đau khổ, rồi đòi mang cả những cái quá khứ đó lên trên cho con cháu của mình để gây phiền hòa cho đất nước thì thật là tội nghiệp. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.